Vâng, xin kính chào tất cả anh em nhà đầu tư về bất động sản. Nói đến đầu tư bất động sản thì trong cái giờ phút này là cái giờ phút mà rất là nhiều người đang băn khoăn, đang tính toán một cách kỹ lưỡng để đưa cái số tiền đó đi đầu tư bất động sản. Người mà đã đầu tư bất động sản rồi, nếu như người ta đang ở một cái trạng thái có một cái dòng tiền tốt thì đây là một cơ hội vàng. Còn những người nào mà đầu tư bất động sản mà đang phải vay nợ rất là nhiều rồi thì đây là một cái cơ hội rất là sợ. Lý do tại sao? Thì hiện tại ngân hàng bây giờ đang siết chặt về tín dụng và lãi suất lại đẩy lên cao. Lãi suất của ngân hàng bây giờ cho vay ra thì nó cũng tùy thuộc vào ngân hàng. Có những ngân hàng cho vay ra là hơn 9 phẩy, có những ngân hàng thì 11, 12 phẩy cho vay ra. Thế thì khi cho vay ra thì không phải là nó dễ dàng như trước đây mà nó cũng rất là phức tạp. Cho vay ra thì lại phải mua những cái gói bảo hiểm, rồi thì còn phải chạy chữa lo lót mới có thể vay được, mà không vay được nhiều. Đấy là cái rất là thực tế hiện nay. Hay nữa là khi mà chúng ta thấy được rằng là cái nhà đầu tư bất động sản mà bây giờ tiền không có, mặc dù là những nhà đầu tư nhìn thấy có những cái lô đất rẻ, có những lô đất đẹp nhưng không có tiền thì cũng không làm gì được. Mà giới thiệu cho khách hàng mua thì cũng không hề đơn giản, bởi vì khách hàng bây giờ người ta cũng đã, rất nhiều người cũng đã bị tồn đọng về bất động sản mà người ta chưa bán ra được, cho nên là người ta lại không có cái dòng tiền. Mà người ta bây giờ đi vay thì cái lãi suất rất là cao và họ có thể còn không được vay nữa. Và trong cái tình huống này là một cái tình huống vàng cho các nhà đầu tư mới, những nhà đầu tư mà đang có dòng tiền thật đem gửi vào ngân hàng. Và rất là nhiều người đã từng phân tích về cái quy trình đầu tư, thì hiện tại bây giờ đầu tư vào ngân hàng, nếu như những người mà chưa từng đầu tư về đất thì đây là cơ hội vàng để họ đầu tư vào ngân hàng. Họ đem tiền đi gửi ngân hàng và lấy cái lợi nhuận nó khá là cao. Hiện tại bây giờ gửi vào có những ngân hàng nó đã lên đến 10, tức là 10%. Đấy. Thì khi mà gửi vào thì mỗi, mình cứ tính đơn giản là 8, 9, 10 nó tùy theo một ngân hàng. Thì khi mà 1 tỷ mà gửi vào thì mỗi một tháng cũng có một cái số tiền khá là ok, đúng không ạ? Đối với họ thì rất là ok rồi. Nhưng nếu như để mà so sánh, phân tích thì cái dòng tiền đấy khi mà đưa vào bất động sản thì nó lại đem lại cho chúng ta một cái sự lợi nhuận khác, không hề đơn giản. Chúng ta tính gửi 1 năm thì chúng ta được 100 triệu. Nhưng nếu như chúng ta lựa chọn được những cái mảnh đất tốt, mảnh đất đẹp, 1 năm sau chúng ta có thể lãi được vài trăm triệu. Đó là một cái điều mà từ trước đến giờ nó thường xảy ra. Nhưng những người có tiền thì không phải là người ta có liền một lúc 1 tỷ hoặc có liền một lúc 5 tỷ, mà người ta cứ chặt bóp, người ta gửi, người ta đi làm, người ta có thể là cái số tiền lương người ta gửi 5 triệu một tháng, 10 triệu một tháng, hay là người ta gửi có thể là tích cóp vào được vài chục triệu xong người ta mới đem gửi. Và cái tổng cái lượng số tiền của người ta thì người ta cứ gửi theo cái kiểu đó, cho nên là người ta sẽ không tính đến cái chuyện mà người ta rút ra một cục để mà đem đầu tư về bất động sản, đúng không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta còn rất nhiều các cái phương pháp để chúng ta phân tích, và chúng tôi rất là mong muốn rằng là chia sẻ cho quý vị, và quý vị có thể tìm hiểu sâu hơn về đầu tư bất động sản hay là tìm hiểu sâu hơn về đầu tư vào ngân hàng. Đầu tư vào ngân hàng thì cái đồng tiền của chúng ta thừa biết là trước đây khi mà đầu tư vào ngân hàng, nếu chúng ta không tỉnh đòn thì cái đồng tiền của chúng ta nó bị mất giá rất là nhiều. Chúng ta gửi vào 1 tỷ nhưng sau này chúng ta đi mua đất, chúng ta sẽ không mua nổi mảnh đất đó để kinh doanh. Nhưng hiện tại bây giờ có những mảnh đất 1 tỷ chúng ta mua được mảnh đất kinh doanh. Nhưng mà sau một vài năm nữa với cái 1 tỷ hoặc là cộng lãi lên 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 chúng ta không thể mua được những mảnh đất như vậy. Đấy. Cho nên là chúng ta phải hết sức là tỉnh táo. Và chúng tôi chỉ biết chia sẻ cho quý vị như vậy thôi, bởi vì chúng tôi cũng đã là người kinh doanh về các cái mặt hàng thiết yếu. Rồi chúng tôi cũng đầu tư về bất động sản. Chúng tôi cũng làm về gửi cả ngân hàng, chúng tôi cũng đã từng làm rồi. Và chúng tôi thấy đó là một cái sự đúc kết từ bản thân. Cho nên là quý vị khi mà đầu tư vào cái mặt hàng gì, chúng quý vị phải tìm hiểu một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.